chào cả nhà. Hôm nay Đông Sương tới cái căn nhà này để giới thiệu với cả nhà. Cái căn nhà này là Lệ Sương mua của năm 1996. Cái căn nhà này là cái căn nhà mà Đông Sương đậu chiếc xe RV. Các bạn cũng thắc mắc là không biết chiếc xe RV của Đông Sương đậu ở đâu. Và cái căn nhà đây là một cái căn nhà rất là nhiều kỷ niệm. Khi con mình nó còn nhỏ, đi học trường ở phía sau đây rất là gần. Sở dĩ mà Đông Sương có cái những cái phương tiện là các con đi học trường ở gần đây nên thành Đông Sương mua cái căn nhà này. Lúc bây giờ mua thì nó hơi mắc hơn căn nhà bình thường vì nó gần trường học. Nhưng mà Đông Sương đã giữ nó được 26 năm rồi và mời cả nhà đồng Đông Sương đi vòng vòng cái này để coi thử là cái chiếc xe RV Đông Sương đậu ở nơi đây. Và cũng muốn rằng mùa hè này gia đình đi chơi. Nhưng mà tại vì đậu mấy tháng nay rồi Covid không có đi được. Mời cả nhà cùng Đông Sương cùng tham quan chỗ nhà của Đông Sương chút xíu để biết là tại sao Đông Sương đậu chiếc xe ở đâu mà không thấy. Mời cả nhà đi với Đông Sương nha. Tại vì ở đây cái nhà này thì nó có một cái parking lot dài rộng và mình có thể đậu chiếc xe được. Nhưng mà những cái nhà kia là nó có SOE, là có sự quản lý của cái khu vực đó nên đậu không có được. Nhưng mà chỗ đây thì được, có thể đậu được mà không ai nói gì hết. Nên thành là Đông Sương đã đậu xe ở nơi đây 6 tháng không đi bụi. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Đông Sương tới chiếc xe này để kiểm tra lại thử là điện, những cái điều mà trước khi mình đi mình kiểm tra rất là kỹ. Nếu mà lỡ mất điện hay là hết pin á thì chúng ta phải chuẩn bị trước để khi đi ra ngoài đó là nó hết pin hết điện là khó mà coi như mà đem chiếc xe về được. Vì lý do này mà Lệ Sương hôm nay tới đây để mà quay một cái đoạn video ngắn cho các bạn xem. Vì chiếc xe này là hơn nửa năm rồi Lệ Sương không có đi. Và mong rằng là cái dịp này là mùa hè đó, muốn đưa các con các cháu đi, mình đi cắm trại hay đi cái khu vực này gần gần đây đó, thì Lệ Sương cũng muốn quay lại những cái đoạn phim để làm kỷ niệm. Và cũng cho các bạn biết là muốn hỏi, nhiều bạn hỏi lắm, chị đậu chiếc xe ở đâu, em muốn là chiếc xe đậu ở đâu, mà nó dài nó bự như vậy, mà parking của nhà của Mỹ thì nó ngắn quá thì chị đậu ở đâu. Thì đây là cái nhà mà Đông Sương mua năm 1996. Năm đây thì các bạn cũng biết rồi, hơn 20 mấy năm rồi. Và cái căn nhà đây là một cái căn nhà kỷ niệm, bắt đầu sự nghiệp của Lệ Sương cũng từ những cái căn nhà nho nhỏ như thế này. Và hôm nay thì Đông Sương vẫn giữ cái căn nhà này lại cho cô con gái. Và mong rằng những cái căn nhà nó sẽ ở mãi với chúng ta. Tuy rằng khi chúng ta giàu có, chúng ta không bao giờ chúng ta quên những lúc chúng ta cơ hàng, chúng ta nghèo khổ. Và các bạn biết là tiểu bang Colorado Đông Sương có nhiều cái cảnh rất là đẹp và nhiều khu mà cắm trại lắm. Nhưng mà vừa rồi Covid nên Lệ Sương không có đi được. Nhưng mà mong rằng những tuần tới sắp xếp gia đình có thể đi một chuyến đi cắm trại. Mà lúc đi cắm trại thì sẽ quay lại cho cả nhà chúng ta coi. Và hôm nay thì tới đây thấy chiếc xe đã đóng bụi rồi. Tại vì mấy tháng Covid gia đình không có tới để Đông Sương có thể... nói với các bạn là chiếc xe là không khó lái lắm. Nó là một chiếc xe dài nhưng mà giống như chiếc xe trước mình, nếu ta lái chúng ta để ý. Thỉnh thoảng thì những cái lúc chuyến xe dài thì Đông Sương cũng phụ ông xã để lái những cái lúc ảnh buồn ngủ đó. Nên thành hôm nay để Đông Sương đề cái máy xe này cho các bạn thử là nó có đủ điện để chúng ta đi cái chuyến du lịch sắp tới không nha. Rồi. Sương nghĩ rằng đây là một cái hành trình bắt đầu sắp sửa gia đình Lệ Sương sẽ đi cắm trại. Và mong hẹn gặp lại các bạn trong những cái video đi cắm trại kế tiếp. Mong là cả nhà đi vào đăng ký kênh cũng như là cho Lệ Sương một cái thumbs up cho chúng ta có thể là có những cái video kế tiếp các bạn sẽ đón nhận. Trong lúc các bạn khi mà đăng ký kênh thì những bạn mà đăng ký kênh thì tự nhiên là khi Lệ Sương có những cái video mới thì các bạn sẽ xem được liền nha. Rồi, xin chào cả nhà và mong gặp lại cả nhà trong chuyến đi du lịch sắp tới nha. Xin chào. Bye bye.